Nhằm nâng cao PCI, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành địa phương quyết liệt thực hiện về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số thành phần thấp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đây là dự án khu công nghiệp hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt có quy mô hơn 140 ha do tập đoàn LH hợp tác với công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecolon và một số nhà đầu tư Hàn Quốc đang được triển khai. Dự án được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, tương đương với gần 77 triệu đô la Mỹ. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất và đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, tập đoàn LH và tỉnh Hưng Yên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về phát triển thành phố thông minh. Chúng tôi đánh giá rất cao về môi trường đầu tư kinh doanh tại Hưng Yên, có nhiều thuận lợi về hệ thống giao thông, dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế, cảng biển và còn có một lực lượng lao động trẻ với tay nghề cao. Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của tỉnh rất nhiều, nhất là trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhanh, thuận lợi. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tập đoàn chúng tôi quyết định đầu tư tại Hưng Yên. Để nâng cao chỉ số PCI, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương trong tỉnh tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các cấp trong việc xúc tiến, quản lý và triển khai các dự án đầu tư theo nguyên tắc giải quyết nhanh, linh hoạt nhưng bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đặc biệt là tập trung cải thiện một số chỉ số thành phần còn thấp như tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, nên từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn tỉnh vẫn thu hút 96 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, nâng tổng số lên 2.058 dự án, trong đó có 19 dự án nước ngoài vào các khu công nghiệp như Thăng Long 2, Phố Núi B, Minh Đức, Minh Quang. Doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp đánh giá rất cao hỗ trợ giúp đỡ của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng rất là nhanh thì tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp được đầu tư vào khu công nghiệp Minh Quang cách thuận lợi hơn. Qua cái điều tra PCI một số năm gần đây thì có thể thấy được rằng là Hưng Yên có những cái điểm rất là tích cực, đấy là cái chất lượng gia nhập thị trường được doanh nghiệp đánh giá tốt, đi thủ tục đầu vào rất là tương đối thuận lợi. Cải cách thủ tục hành chính thì đã tạo ra sự chuyển biến của hệ thống hành chính, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, rồi là chú trọng việc nâng cao cái tính chuyên nghiệp của bộ máy công chức hiện nay. Đấy là những cái giải pháp mà rất là quan trọng để cái thúc đẩy cái môi trường kinh doanh của tỉnh. Tháng 9 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định phê duyệt đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Giải pháp tăng điểm các chỉ số thành phần có điểm số dưới 5, yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt triển khai nhiệm vụ, xử lý nhanh những phản ánh của doanh nghiệp, mạnh dạn đổi mới lề lối làm việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những cơ chế chính sách phù hợp, tích cực phân cấp, phân quyền để cải cách thủ tục trong thu hút đầu tư.